Trò chơi đầu tiên có tên là Nghề Nhảy Lớp Nhảy. Ở vòng thi này thì DJ sẽ chơi lần lượt 15 bài hát. Và sau đó DJ ra hiệu lệnh từ 1 đến 3. Và khi đến 3 dứt lời, và tất cả mọi người sẽ lên bấm vào cái chuông trước mặt. Lần nữa em sẽ bê chuông đây. Vâng. Đến nói đến đoạn này thì ai cũng tìm chuông thôi. Và trả lời một câu sẽ được 1 điểm. Và cuối. Sao vậy anh? Anh nói đi. Em quen với điều này rồi. Vâng. Ok. Và cuối trò chơi thì đội nào được nhiều điểm hơn, bạn nào nhiều điểm hơn sẽ về một đội, và bạn nào ít điểm hơn sẽ về một đội để thực hiện tiếp phần thi tiếp theo. Dạ em hiểu rồi anh. Dạ vâng, đơn giản đúng không chị? Rồi. Ok. Mọi người cứ chơi hăng say đi nha, tại vì chị đâu có biết nhạc đâu. Không sao chị ạ. Đây là cái chuông. Vâng, đây là cái chuông đấy. Cái chuông này chị biết. Chính xác là cái chuông luôn. Mấy nhà hàng á gọi món ăn á. Mang về đây. Hôm em đi nhà hàng ấy. Đấy, xong rồi em cầm về em chơi luôn. Sao em lại cầm nhầm như vậy? Không em. Em cứ có em mượn. Cứ lấy về em mượn. Mấy hôm nữa em trả. Ok. Mà mấy hôm của em là mấy tháng này rồi. Rồi. Nghĩa là nó hiệu quả. Ok ok. Xin mời đi chơi bài hát đầu tiên. Dạ. Và bây giờ là bài hát đầu tiên. Có lẽ nước mắt trong em cả rồi. Rồi mọi người lùi về nha. Nghe khó hiểu. Khách mời nhá. 3, 2, 1. Xin mời chị Nam em. Đây là bài 24 giờ. Chính xác. Và tiếp theo là một bài mà của chị ca sĩ em rất là thích. Mọi người nghe nhá. Anh là ai luôn. Nào, tay ba mình tính nhà mình, tính nhà các em chưa có hiểu lại. 3, 2, 1. Rồi, xin mời chị Trang. Anh là ai? Ủa thiệt hả? Vậy đó. Tại vì bài hát nó hay anh là ai thì nói là ai. Không ai. Không có chị. Tao không biết mà nó cũng được biết. Nãy chị đã vừa nghe. Chị bình tĩnh nhá. Em biết là ngồi cạnh em nó là một sự sung sướng thôi, nhưng mà không có nghĩa là mình như vậy. Rồi, xin mời đi chơi. Bài tiếp theo. Nào. 3, 2, 1. Ây dạ, xin lỗi em. À, đây là bài Shape of You. Chính xác. 1 điểm cho Kira. Cái này chỉ là thể dục thể thao hay mở mà không biết bài gì. Hay mắt mua theo á. Tập thể dục ở đâu chị? Chị tập ở cái trung tâm á. Tại mặt mà em. Hôm nay mới đi tập cho giảm cân á. Ariana. Em vừa nhớ ơn đây. 3, 2, 1. Ok á. Xin mời Anna. Đây là bài Side to Side. Rồi. Và tiếp theo là một bài hát mà phải là hitmaker vì em giống mẹ anh. Only C nhá, mọi người nhớ là Only C là người viết hoặc thể hiện bài này. 3, 2, 1. Bên đây là bài Anh Không Đợi Quà. Chính xác. Anh Không Đợi Quà mà chị cứ lao mọi người em. Đi nước hát mọi em. Và tiếp theo là một bài mà của một anh rapper. Mọi người nhắc tên thì chắc mọi người cũng biết nha. Karik hả? Ê! 3, 2, 1. Cái này như là 3, 2, 1. Xin mời, Viti. Đây là bài Anh Là Của Em. Đúng rồi. Sao? Anh. 1 điểm cho Viti. Bài hát tiếp theo xin mời Kenji. Bài hát tiếp theo là bài Bài gì nhỉ? Tên là gì nhỉ? Em không nhớ tên. Nào 3, 2, 1. Chưa rồi mòn. Hay. Cái đây bài Thích Rồi Đấy. Đúng rồi. Chính xác rồi. Đúng rồi. Đang nghe chương trình đổi MC. Không, em dọa thôi mà. Em thử đó. Ai đồng ý đổi MC? Yeah. Mọi người đã đồng ý mà. Mọi người đồng ý trong đau đớn chứ chị ạ. Xin mời Kim Chi. Bài tiếp theo là một bài mà em nghĩ là mọi người không được nhảy luôn. Không được nhảy nha. Đúng nghe. The No Dancing Challenge.
Đúng rồi. Ai mà nhảy là hai mà còn hứng thú quá, sung quá thì không được trả lời. Có gì kỳ vậy? Ok không? Nhất là Kira Việt Thi nha. Ai là được đứng mà đúng không? Đúng vậy. Đứng mà không quậy. Không anh ngồi. Ngồi đi. Đếm đi. Được rồi. Bài tiếp theo là một bài sung, gọi là đủ sung để mọi người nhảy. Ok. Lại cấm nhảy à? Ô sung á, lên. Nhảy. Em không trả lời bài này đâu. 3, 2, 1. Ơ, quên tên bài rồi. Đây là bài Vậy là yêu rồi. Chính xác, một điểm cho mọi người. Tôi im lặng thế này. Tự nhiên bác bấm phát tình em nghĩ là hạt cuối tình đầu thế. Thế tự nhiên em suy nghĩ thế luôn. Giỏi, em nhớ được phim là tốt rồi. Mời, xin mời DJ. Bấm chuông đi bạn. Rồi, xin mời Gina em. Chơi mau rồi anh. Đây bài Chu Chu Cha. Yeah. Tính xét. Nãy em bảo là chú cha. Có ba chữ đó đã qua đó lại. Chú cha. Anh rồi. Em ơi, anh ngồi anh rồi. Không đếm. 3, 2, 1. Xin mời nhau. Bài anh khác hay em khác? Chính xác. Yeah. Ngày xưa anh thích bài này lắm em ơi. Hồi đó trong điện thoại thì nhớ của em tự nhiên nó có thôi. Tự nhiên thì em thích thì em tải em nói đi. Có không tải thì sao? Đi nào. Nhanh. Bài này cũng 3, 2, 1. Là sao không biết là bài nào? Yêu, á không phải mà. Gợi ý đi. Xuống. Gợi ý nha. Bài hát này có 5 từ. Anh khóc hoặc anh khóc gì á? Anh khóc. Xin mời chị Trang. Anh khóc ở đâu nè? Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ôi. Anh thương kia kìa bạn. Anh thương cái bài. Ai khóc nỗi đầu này? Mặc định. Ghê. Em thương cái bài mà anh khóc đôi này nè. Bùm. Tiếp. Xin mời đi chơi baby. 3, 2, 1. Nguyên à? Đây là bài Rời Bỏ. Ở nhà. Sao? Chỉ nghe một người. Đây là bài cuối cùng. Mọi người nghe từ đầu. Em sẽ bấm được bài này. Ừ, anh nghĩ thế. Em cũng nghĩ là anh Mon sẽ bấm được bài này. Đã xuất hiện trong nhiều thử thách này mấy lần rồi. Nói chung là thích chơi ngươi món mà. Hiện tại người cao điểm nhất. Anh không biết là anh có tính toán sai hay không. Sao anh? 4 điểm. Sao anh? Ôi. Sao anh không nói? 3 điểm. Ơi, tính sai đó. 3 điểm. Anh sai đó. Sao anh ai à? 3 điểm. Kìa. Wow. Đông tin cho mình sử dụng. Ôi, mọi người, anh tính sai rồi đấy. Gì anh? Anh không công nhận sự nỗ lực của em. Không, anh công nhận, anh thích. Rồi em, ngồi xuống nào. Những người đồng 2 điểm, đó là Hana. Chị đừng cười nữa, chị. Nhớ mà, nhớ là trả lời được 2 câu mà. Chị và Mon Hoàng Anh, Kira sẽ đương nhiên về một đội. Nhưng mỗi đội là 4 người. Nên là trong số những người cao điểm chị sẽ được chọn thêm 2. Chị chọn đi. Chị tên là Việt Trang á, cho nên chị thích bạn Việt Thi.
Thế em bảo này, thường nhóm em nó có một cái gọi là combo ấy. Vâng, combo thì ví dụ chị gọi bỏng là có nước ấy. Chị biết chị gọi là nước. Combo thì chị gọi là tí là có bình nhỏ. Chân bò. Thôi đủ rồi anh chị nhá. Ok, ok, ok. Ok, chị An sẽ sang bên này đó. Team của chị Việt Trang sang bên này. Em phải đi, tao phải đi. Rồi, xin giới thiệu. Team của chị Việt Trang, Kira Kira, chị Việt Trang và combo bỏng nữa. Combo bỏng nữa. Và đội hình thì đã đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến vòng thi Crazy Challenge. Trò chơi đầu tiên trong vòng Crazy Challenge có tên là Alo Bác Sĩ Nghe. Có hai phong bì, một là dễ, hai là khó. Mỗi phong bì sẽ có 10 loại bệnh khác nhau được liệt kê trên đó. Đó. Mỗi đội sẽ cử một thành viên đóng vai bác sĩ. Người đóng vai bác sĩ nói Alo Bác Sĩ Nghe để bắt đầu phần thi. Hai thành viên còn lại sẽ lần lượt diễn tả bằng hành động và lời nói những từ khóa mà MC đưa ra, nhưng mà không được nói trúng từ khóa. Rõ ràng đúng không? Rõ ràng. Từ khóa sẽ bị hủy nếu không được sử dụng lại. Từ nào bác sĩ không đoán được ra phải nói chúng tôi rất tiếc để hủy từ khóa đó. Rất tiếc. Rất tiếc. Nghe con quen. Bệnh nhân không qua khỏi. Trong 2 phút, người nào đoán được nhiều nhanh hơn và nhiều từ hơn sẽ giành chiến thắng. Ok, okay. Các bạn sẵn sàng chưa? Yeah. Phần thi bắt đầu. Và bây giờ thì hai đội sẽ cử người đại diện để tu sĩ xem đoán chơi trước. Đội thắng sẽ được ưu tiên chọn phong bì dễ hơn, nhưng mà phải chơi trước. Ừ, ok. Bà ngoài sẵn sàng rồi các cháu. 3, 2, 1. One, go, three. Quá, em xui. Dạ, em chọn phong bì dễ nha. Yeah. Chơi trước em. Rồi, xin mời Môn Hồng Anh. Đi lên phía trước. I'm a head, bị ho lao không, cái gì đó phổi nào, không nói, không nói. Lợi hại, lợi hại. Bác sĩ ơi. Hello. À đâu, bác sĩ. Bị choáng. Không, không. Hoai mắt. Không, không, không. What the fuck, man? Cái gì vậy? Khó. Không, rất là dễ. Bị xương tưng. Trời ơi, đúng rồi đó. Bệnh gì ghê vậy? Đây, cần không gì, đây, con gì gì. Không được. Đây, không được. Đây, buổi đêm nào. Buổi đêm nào. Không được, không được đổi, không được đổi. Tự kỷ. Buổi đêm nào. Thay á. Buổi sáng trả lời được thì không trả lời được thì tôi rất tiếc. Tôi rất tiếc. Tôi rất tiếc. Lên. Cái gì vậy? Cái đó là cái gì vậy? Ngủ. Ôi khó. Ôi. Cái này chắc mình phiếu mình toàn. Không. Bác sĩ ơi. Alo, bác sĩ nghe. Bị đau tim. Bị cái gì nè, sắp chết cái gì đó lên người ta sờ giật giật đúng không, cái gì nè. Trời ơi, dễ thương quá. Nói cái này là đúng rồi đó, bị cái liên quan tới cái này nè. Bị nhồi máu cơ tim. Hay quá chị ơi. Giải ra. Ê, cái này dễ đi. Ok. Alo bác sĩ nghe. Bác sĩ ơi. Bị thiếu oxy. Không, cái bệnh, cái tên bệnh. Bị ngập. Con gà gọi là gì? Chicken. Nhưng mà tức là người ta gọi là nhấn lên cái rượu ấy. Rượu thì có cái gì? Xin rượu thì tiếp. Thôi được rồi, bình tĩnh. Nhá. Nào, bây giờ này,
Mệnh gì mà liên quan đến... Rồi, rồi tiếp. Cái túi này thì chỉ có 9 căn bệnh. Và đội đỏ của chúng ta đã xuất sắc đoái được 5 trên 9 căn bệnh. Rồi, đèn xanh sẵn sàng chưa? Các bạn sẽ phải trả lời chính xác. Mặc dù đội xanh lá thực hiện thử thách khó hơn, nhưng mà vẫn xuất sắc thực hiện được 7 câu trả lời trên 9.